Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị thân mến, câu chuyện đi săn stop loss chắc hẳn đã được đồn thổi nhiều trong giới retail trader. Thế nhưng thực chất thì đây là hiện tượng gì và làm thế nào để bạn không trở thành nạn nhân trong cuộc đi săn ấy? Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giải thích cho các bạn stop hunt là gì. Nói một cách dễ hiểu, đó là một chiến lược buộc một số người tham gia thị trường ra khỏi cuộc chơi bằng cách đẩy giá đến ngưỡng mà họ đã đặt lệnh dừng lỗ. Như chúng ta đã biết, trader cá nhân luôn tìm kiếm một số loại tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh. Đó có thể là mô hình nến, đường trung bình động, vân vân. Họ vào lệnh và đặt stop loss cao thấp hơn mức cung cầu vài pips. Điều xảy ra trong 90% thời gian là giá sẽ bật lên hoặc xuống, chạm mức stop loss, thanh lý rất nhiều vị thế cũng như người tham gia giao dịch, và sau đó thị trường lại đảo ngược đi theo đúng nhận định ban đầu của họ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Câu trả lời là các trader tổ chức biết chính xác những gì họ cần làm và họ cần mua bán ở ngưỡng giá nào. Do đó họ đặt lệnh buy sell limit của mình ở những nơi mà họ biết các trader cá nhân sẽ đặt dừng lỗ, bởi vì họ cần tạo thanh khoản trước khi nhảy vào cuộc. Một số ví dụ đơn giản để giải thích rõ hơn và xem xét kỹ lưỡng vấn đề một cách trực quan. Không phải lúc nào bạn cũng có thể chạy trốn khỏi hiện tượng stop hunt, nhưng nếu bạn phát hiện một chiến lược hoạt động phù hợp để chống lại nó, bạn sẽ có thể xác định các khu vực có thể được lấp đầy bởi các lệnh dừng lỗ và tránh đặt stop loss xung quanh các khu vực đó. Nếu bạn không chịu khó suy nghĩ và đắn đo về việc bạn sẽ đặt stop loss ở đâu, bạn sẽ dễ dàng bị stop out trong một cuộc săn stop loss của các ông lớn. Do đó hãy suy nghĩ thấu đáo và kiên nhẫn trước khi bắt tay vào một giao dịch cụ thể. Hy vọng thông tin vừa rồi tôi vừa chia sẻ sẽ hữu ích với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.